đớp rồi, đớp mọi người. Lên. Ơi, câu sáng giờ mới lên được con cá nè mọi người. Con này cỡ chừng 3 lạng à. 9 con đầu tiên luôn nha. Tưởng đâu bữa nay cá nó không chịu ăn nữa rồi chứ. Câu từ sáng giờ quá lâu luôn. Đớp rồi, cá đớp, cá đớp. Ui, lên cá mọi người ơi. Ui. Ừ, bự nha. Bự nha. Đấy, mọi người coi nè, thấy không? Cá đã chưa? Con này với khoảng 4-5 lạng á. Mình kéo tới cái lẩu ngay đó đó, nó đớp ngầm mọi người. Thì bữa nay mình tiếp tục đi tìm điểm câu mới nữa. Hôm nay mình cũng đi tìm không có mọi người. Dạo này trời nó mưa lớn á, nước đục xuống, câu không có cá. Đây, mình mới phát hiện ra được cái chỗ này nè mọi người. Đó, nhìn cái địa thế rất là ngon chưa. Nguyên một cái nhánh này lục bình nó dày đặc luôn. Đó, chỗ này bì bì nó trống trống nè. Nãy giờ mình câu ở đây cũng cả tiếng đồng hồ đó, nó mới chịu ăn nè. Đấy. Bữa nay mình câu lưỡi nhái đùng rồi mọi người. Móc mình móc nhái đùng. Này mấy ngày rồi mới có con đớp. Có cá theo mọi người. Mình kéo chìm có cá theo, nó thôi tim quá trời luôn. Đớp rồi mọi người, cá đớp rồi. Đớp ngầm nha. Mình kéo chìm cái đó đớp rồi, sôi tim rồi đó. Đây không có thấy. Lên. Rồi. Ừ, lên cá. Ừ, mọi người đã ghê mọi người. Đó, mình kéo rà đái mọi người, kéo rà đái mình thấy nó luồn tim, nó theo con mồi của mình. Nãy giờ nó mới chịu ăn. Con này bự nha, này chắc cỡ 4 lạng ạ. Đây mình lại đến một cái điểm mới đó mọi người. Nè. Mọi người xem cái địa hình đây nè. Đó. Địa thế ngon chưa?
Này mấy ngày luôn mà mình mới câu lên cá nữa mọi người. Đây đớp rồi, đớp mọi người, đớp rồi. Cá đớp rồi nha. Lên luôn rồi. Đây. Nó theo nãy giờ mới dính á. Này có cái chiêu rà đáy kiểu này ngon mọi người. Này mấy anh em góp ý mình chỉ mình cái cách rà đáy mọi người, cứ kéo kéo mồi sát đáy. Bữa nay mình lần đầu tiên mình câu kiểu này luôn á. Cái bãi câu này rất là rộng luôn. Mình câu cặp cặp bìa bờ nè. Rồi mình đi bộ qua cái cầu nè mọi người. Đây có cái cầu nữa nè. Đó, mình đi bộ qua cái cầu sắt này. Rồi cặp qua bên kia đánh. Cái chỗ này mình câu khoảng cái chục người cũng được luôn. Rất là rộng luôn á. Thì hình phải nói cực kỳ đẹp. Nó rộng lúc trên đó luôn mọi người. Cái này rau muống nè, cỏ nè. Tối hôm qua trời mưa nước đục lại đổ xuống nữa mọi người, nên rất là khó câu. Nước đục quá trời luôn. Câu mà cá nó không có ăn. Bữa mình câu được hai con trên đó đó. Hôm nay mình quay lại mình câu tiếp nhưng mà nước nó đục như vậy nè mọi người. Bây giờ cái chỗ này phải đợi nắng khoảng một tuần lễ cho nước hồ nó lóng xuống, trong lại rồi câu rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ nào nước trong mình câu thôi. Đi dài xuống đó thế nào cũng có nước trong. Mình mới phát hiện ra được cái chỗ này nè mọi người. Đây đây. Đấy mọi người thấy chưa? Nguyên cái lỗ nước trống rất là rộng luôn nè. Cái chỗ này do trời mưa nó gió thổi mới tách ra được một cái lỗ trống này nè. Chứ hôm bữa chỗ này là lục bình dày đặc luôn nha. Đó, mà nước cái chỗ này cũng trong nè. Giờ mình câu cái chỗ này mài ra chỗ này thế nào cũng có cá. Đây là cá lớn không nha mọi người. Thôi mình đứng câu nãy giờ cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ đó mọi người mà cá nó không ăn. Chắc có lẽ là hôm nay cá no nước hay sao á. Nó thì cái lỗ nó ngon vậy nè. Mấy chỗ này câu thì cá nó cặp cặp đây nhiều lắm rồi sao nó không ăn nè. Thì mọi người ai mà muốn đến chỗ này câu thì cứ xem ở phần mô tả video nha, cái tọa độ của điểm câu này nè. Rồi mình tiếp tục đi tìm chỗ khác mình câu nha. Mấy bữa nay trời mưa quá nên câu không có cá luôn mọi người. Mình câu trong vòng khoảng có tuần lễ mà được có mấy con vậy à. Cái video này mình quay trong vòng nhiều ngày mà được có mấy con à. Hôm nay mình đăng cái video này lên để chia sẻ mấy cái điểm câu này cho mọi người. Tại nay trời nó mưa quá. Nếu mấy điểm câu này nắng khoảng tuần lễ là câu bảo đảm có cá luôn nha. Bây giờ mình kết thúc cái video. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Mọi người cho mình xin một like để ủng hộ mình có thêm động lực tìm điểm câu và dọn đường câu mới nữa nha.